Ví dụ minh họa đầu tiên, đây là một bài tập lý thuyết cho các khí O2, H2S, SO2 và CO2 nhận biết các khí trên bằng phương pháp hóa học. Nhận biết các khí trên bằng phương pháp hóa học được chưa nhỉ? Thế với cái vấn đề này thì chúng ta cần phải dựa vào các cái uh, tính chất rất là đặc trưng của các nguyên tố này thì chúng ta sẽ có thể làm được được chưa nhỉ? Thì đầu tiên là oxy là một chất khí làm sao duy trì sự sống và sự cháy nên chúng ta có thể nhận biết được oxy bằng cách là uh, sử dụng que đóm còn cháy dở được không nhỉ thì nếu như đưa vào oxy thì que đóm nó sẽ cháy bùng lên đúng không ạ H2S là một axit yếu thế thì nếu là axit mà chúng ta cho bazơ vào thì chắc chắn là phản ứng có xảy ra đúng không nhưng chúng ta sẽ À, thấy rằng là cái phản ứng đó có xảy ra là thật nhưng mà cái, quan sát hiện tượng nó sẽ không được rõ ràng mà thay vào đó chúng ta hãy để ý nhé đó là lưu huỳnh ở đây nó có thể tạo được kết tủa với một số kim loại nặng ví dụ như là đồng như vậy chúng ta hãy dẫn cái này vào trong dung dịch đồng clorua chẳng hạn đúng không nhỉ thế thì ngay lập tức nó sẽ có kết tủa màu đen còn với các chất khác thì không có SO2 và CO2 thì chúng ta làm như thế nào? À, SO2 và CO2 thì đều là dạng XO2 đúng không nhỉ? Nhưng mà về mặt oxy hóa khử thì SO2 có tính khử. Vậy thì sẽ sinh ra một cái phương pháp đó là phản ứng với chất oxy hóa. Mà chất oxy hóa chúng ta gặp ở đây có rất là nhiều. Ví dụ dung dịch Brom này, dung dịch kali permanganat này, đúng không ạ? Hay dung dịch nước lo Đấy, thì chúng ta đã có được ba cái sản phẩm đó rồi, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ đến với ví dụ 1 nhé. đầu tiên này đưa tàn bấm đỏ cháy giờ gần các khí nhá được chưa? Đưa tàn đón đỏ cháy dở vào gần các khí Thì chúng ta thấy hiện tượng là nếu như mà tàn đón làm sao nhỉ? Bùng cháy Vậy sinh ra khí đó sẽ là khí oxy Bùng cháy lên Đúng không? Oxy nó dẫn, dẫn nghĩa là có thể là uh, Duy trì được cái sự cháy Được chưa nhỉ? Rồi, như vậy còn lại của chúng ta còn ba chất thì chúng ta sẽ dẫn dẫn ba khí còn lại vào dung dịch CuCl2. Này, thế thì hiện tượng ở đây.